Dạo gần đây, ẩm thực fusion dần trở nên phổ biến và được các đầu bếp cũng như các thực khách rất ưa chuộng. Hôm nay Vân muốn giới thiệu với mọi người một cái nhà hàng fusion ở Sài Gòn mà Vân rất thích. Nhà hàng The Monkey Gallery Dining ở 91 Mạc Thị Bưởi, quận Nhất. Concept của nhà hàng khá độc đáo. Tầng trệt là dessert bar chuyên bán nước và các món bánh ngọt. Tầng 2 là nhà hàng fusion bán các set menu trưa và tối. Nhà hàng hiện đang có 2 thực đơn, thực đơn 4 món và thực đơn 10 món. Vì mình đến ăn trưa nên Vân chọn thực đơn signature 4 món. Món opening dùng để khai vị là gỏi cuốn củ kiệu với rau thơm và 2 loại nấm, nấm linh chi và nấm kim châm. Ở bên trên thì có dưa leo compress. Món này ăn thì thanh thanh, mát mát, vui miệng. Món đầu tiên của thực đơn, mình có xíu mại tôm thịt và bạch tuộc. Ở giữa là phôm xá xíu, sao sa ngò rí và tương ớt Hội An. Ở phía trên viên xíu mại thì có thêm một ít trứng cá hồi, mỡ hành và hoa ngò. Viên xíu mại bạch tuộc rất là tươi ngon, nhưng cái mà Vân thích nhất của món ăn này là cái sự kết hợp của cái lớp sốt xá xíu và sao sa ngò rí. Cái sốt này nó làm cho món ăn quen thuộc, có một cái hương vị rất là khác lạ và độc đáo. Còn đây là món khai vị mà bạn Vân chọn, cá bóp trộn kèm với lại sốt chanh thái và gỏi bưởi. Phía trên có thêm lá tía tô và củ cải. Sự kết hợp các mùi vị của món ăn này rất là khéo léo. Cái vị chua dịu của chanh thái lẫn với lại cái vị hơi nhẫn nhẫn của lá tía tô và củ cải cùng với cái vị ngọt của bưởi đã làm khử đi cái mùi tanh và tăng thêm cái độ tươi ngọt của cá bớp. Món thứ hai là bào ngư út nướng than ăn kèm với nước súp gà nấu với trái nhãn lồng. Bào ngư nướng mềm và thơm, nước dùng ngọt thanh, nhưng mà cái vị mỡ gà thì hơi bị ngậy. Món thứ hai của Vân là mực ống Quảng Bình nướng than ăn kèm với umami mayo, bột xả và puree tỏi đen. Ở bên trên là cải kheo chiên giòn. Phần sốt umami mayo, bột xả và tỏi đen lạ miệng, ngon, làm cho cái mực nướng thêm đậm vị. Nhưng mà Vân thấy là cái miếng mực này nó hơi mềm. Vân nghĩ là nếu như miếng mực được nướng vàng giòn hơn thì cái món này nó sẽ ngon hơn. Món ăn dễ thương này là palate cleanser dùng để thanh vị. Ở lớp bên dưới là đá bào chanh xả. Ở bên trên là viên mousse kết hợp với rượu gin và nhỏ chanh bào. Món ăn chính của Vân là cá chẽm hấp, ăn với sauce làm từ cải son, bông cải và cá chiên giòn. Cá chẽm tươi, hấp vừa chín tới, phần sốt cải son thanh mát. Nếu như các bạn không thích ăn thịt đỏ thì món này là một cái sự lựa chọn hợp lý. Món chính của người bạn đi cùng với Vân là ức vịt Long An nướng than ăn kèm với phô mai parmesan, sốt cà phê và thơm sông khói. Thịt vịt được nướng vừa chín tới, mềm và mọng nước. Phần da thì rất giòn. Trước giờ mình đã ăn nhiều kiểu chế biến thịt vịt, nhưng mà cái món này nó rất là độc đáo, nhờ vào cái phần sốt cà phê và phô mai parmesan, nó làm cho cái thịt vịt có một cái hương vị rất là khác lạ, ăn rất là ngon. Mình rất là thích cái món này. Thực đơn này có kèm trà và cà phê. Món tráng miệng của mình là crème brûlée sầu riêng ăn kèm với kem dừa và bánh dừa nướng giòn. Còn đây là món tráng miệng đặc biệt của nhà hàng.
Món tráng miệng này đậm vị sầu riêng, ăn ngon nhưng mà hơi béo và hơi ngọt. Đây là món tráng miệng đặc biệt của nhà hàng. Món này có kem quế kết hợp với mousse mật ong. Ở bên trong thì có mứt thơm. Ngoài ra thì còn có bánh bông lan, hạt dẻ cười và cơm gạo lứt. Món này rất rất ngon. Xét menu 4 món này cần khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi để trải nghiệm. Chúc mọi người một bữa trưa vui vẻ bên gia đình và bạn bè.